Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bão Thể Thao. Và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn về admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Ronaldo gây sức ép mà lập tức sa thải Solskjaer. Nóng, MU muốn bổ nhiệm Sir Alex thay Solskjaer. Cavani muốn đào tẩu sang Barcelona ngay tháng 1 và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Ronaldo gây sức ép MU sa thải Solskjaer. Tờ Manchester Evening News tiết lộ, người đại diện của Ronaldo là siêu cò Roger Mendes đã có trao đổi với lãnh đạo MU về ghế huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ sau thất bại xấu hổ 1-4 trên sân Watford. Nguồn tin cho hay, phía Ronaldo muốn có sự cam đoan từ hội đồng quản trị Quỷ Đỏ, dứt khoát sa thải Solskjaer sau chuỗi trận thảm họa, thua 5 trong 7 trận gần nhất ở Bayern Munich. Bản thân Ronaldo rất muốn Zidane về Old Trafford ngồi ghế nóng, nhưng thầy cũ ở Real Madrid lại không mặn mà nắm MU giữa mùa. Do vậy, Zidane được cho hồi đáp đến MU, sẵn sàng trở lại công việc vào cuối mùa, nghĩa là Quỷ Đỏ muốn đàm phán sẽ phải chờ đến khi ấy. Chưa kể, công việc Zidane nhắm tới là ghế thuyền trưởng tuyển Pháp, dù phải đợi nhanh nhất là sau World Cup 2022 ở Qatar vào tháng 12 năm sau, hoặc xa hơn là Euro 2024. Thay đổi chiến lược khó tin, MU bổ nhiệm Sir Alex thay Solskjaer. Quỷ Đỏ thành Man vẫn đang giáo giết tìm kiếm một chiến lược gia ngồi vào chiếc ghế nóng để lèo lái con thuyền Man United trở lại đúng hướng. Zidane, Mauricio Pochettino hay Erik ten Hag đều đã được nhắm đến. Ngoài ra những cái tên như Lopetegui hay Enrique cũng nằm trong danh sách chờ của Quỷ Đỏ. Dù vậy mới đây, tờ Talksport của Anh lại đưa ra một thông tin khá bất ngờ. Cụ thể, Man United hoàn toàn có thể sử dụng một huấn luyện viên tạm quyền trước khi chính thức bổ nhiệm một huấn luyện viên mới vào cuối mùa giải năm nay. Đây là một nước đi có thể hiểu được khi phần lớn các huấn luyện viên danh tiếng đều sẽ ưu tiên tiếp quản đội bóng trước mùa giải mới thay vì nắm quyền kiểm soát ở giữa mùa giải khi đội bóng đang lâm vào khủng hoảng. Hiện tại, Michael Carrick đang là huấn luyện viên tạm quyền của MU, nhưng cựu tiền vệ người Anh khó lòng nắm đội bóng đến cuối mùa giải. Trong hoàn cảnh ấy, tờ Talksport đưa tin huấn luyện viên Sir Alex Ferguson hoàn toàn có thể trở lại dẫn dắt MU trong lúc chờ đợi một huấn luyện viên mới. Với vai trò là huấn luyện viên thành công nhất lịch sử Man United, Sir Alex hoàn toàn có đủ uy quyền để kiểm soát tình hình hiện tại ở sân Old Trafford. Ngoài ra, chiến lược gia huyền thoại người Scotland vẫn có mối liên hệ thường xuyên với đội bóng, và đó là một yếu tố quan trọng giúp ông có thể sớm bắt nhịp trở lại. Cavani bất mãn muốn đào tẩu sang Barcelona ngay tháng 1. Cuối mùa trước, Cavani đã đồng ý gia hạn ở lại MU thêm một năm, khiến nhiều người tin rằng Quỷ Đỏ sẽ không bổ sung thêm tiền đạo. Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi Ronaldo bất ngờ trở lại Old Trafford trong những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Và cũng kể từ đó, Cavani trở thành phương án dự phòng cho đội trưởng Bồ Đào Nha. Tính từ đầu mùa giải đến thời điểm hiện tại, Cavani mới chỉ đá chính 2 trận cho MU trên mọi đấu trường. Và theo nguồn tin của tờ The Star, tuyển thủ Uruguay hiện đã lọt vào tầm ngắm của Barcelona. Đội bóng xứ Catalonia đang gặp khó khăn về tài chính và vừa bị giáng một đòn mạnh với việc tân binh Sergio Aguero có thể sẽ bỏ lỡ toàn bộ phần còn lại của mùa giải. Cựu tiền đạo của Man City bị đau ngực trong trận Barcelona gặp Alaves hồi cuối tháng trước và các bác sĩ hiện đã phát hiện ra anh bị dị tật ở tim. Vừa mới đây, một số nguồn tin thậm chí còn tiết lộ rằng Aguero có khả năng sẽ tuyên bố giải nghệ trong thời gian tới. Vì vậy, Barcelona buộc phải chuẩn bị một sự thay thế cho Aguero trong năm mới và Cavani đã được nhắm đến. Tiền đạo người Uruguay đã 34 tuổi và Barcelona có thể thuyết phục MU với lời đề nghị từ 4 đến 5 triệu bảng đổi lấy 6 tháng hợp đồng của cầu thủ này. Trong trường hợp Aguero giải nghệ, Cavani sẽ có nhiều cơ hội đá chính ở Barcelona và đặc biệt là được thi đấu cho một trong những câu lạc bộ lớn nhất thế giới. Tiền đạo người Uruguay từng gây tiếng vang trong màu áo PSG, Napoli và Palermo nhưng chưa một lần chơi bóng ở La Liga. Về phía MU, với Marc Rashford, Anthony Martial và Mason Greenwood, họ sẽ không thiếu lựa chọn trên hàng công, ngay cả khi Cavani ra đi vào tháng riêng tới. Tân huấn luyện viên Man United cần nhanh chóng giải quyết 4 vấn đề lớn. Sau nhiều lời đồn đoán, Man United đã chính thức sa thải Solskjaer. Ngay lúc này, đội bóng thành Manchester đang rất gấp rút tìm kiếm một chiến lược gia đủ năng lực để vực dậy đội nhà. Zidane, Brendan Rodgers và Pochettino là ba ứng cử viên tiềm năng nhất. Thuyền trưởng mới của Man United sẽ đối mặt với nhiều sức ép. Dù là ai ngồi vào chiếc ghế nóng tại Old Trafford, họ cũng cần giải quyết 4 vấn đề. Đầu tiên đó là xây dựng bản sắc. Vô địch không có lối chơi cụ thể, rõ ràng là những gì mà chúng ta có thể nhìn thấy về Man United dưới triều đại Oli. Tân huấn luyện viên cần phải xóa đi hiện tại đáng buồn đó của Quỷ Đỏ. Chelsea, Man City, Liverpool đều xác định được bản sắc dưới sự dẫn dắt của các huấn luyện viên tên tuổi thế giới. Để vươn tầm thành ứng cử viên hàng đầu cạnh tranh danh hiệu, Man United cần có lối chơi riêng, mang bản sắc đặc thù.
Quỷ đỏ có đủ nguyên liệu để hiện thực hóa điều đó, một đội hình bao gồm nhiều ngôi sao xuất sắc trải dài ở cả ba tuyến. Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho, Mark Rashford, Mason Greenwood đủ sức tạo thành hàng công mơ ước của nhiều đội bóng. Ở khu vực trung tuyến, Donny van de Beek, Fred, Scott McTominay, Bruno Fernandes sẽ phát huy hết giá trị nếu huấn luyện viên mới của Man United tận dụng thành công. Harry Maguire, Victor Lindelof là những ngôi sao đẳng cấp mà Ole đã thất bại trong việc xây dựng nên hàng thủ chắc chắn cho Man United. Vấn đề thứ hai đó là vực dậy tinh thần. Chứng kiến thất bại bạc nhược trước Watford, người ta không còn nhận ra một tập thể Man United với những ngôi sao thượng hạng trong đội hình. Ronaldo, Sancho, David De Gea là những điểm sáng hiếm hoi trên sân. Tân huấn luyện viên trưởng Man United cần nhanh chóng sốc lại tinh thần các học trò. Điều này đặc biệt cần thiết trong bối cảnh Quỷ đỏ phải tăng tốc cho cuộc đua tranh top 4 Premier League nếu không muốn tụt lại quá xa so với các đối thủ khác. Thứ ba, đó là về quản lý phòng thay đồ. Theo báo chí xứ sương mù, đã xuất hiện những rạn nứt trong phòng thay đồ Man United ở giai đoạn cuối triều đại. Thành tích đi xuống, những trận thua bạc nhược vô hình chung khiến tâm lý các ngôi sao trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Để trận đứng đà đi xuống, Man United cần ổn định phòng thay đồ, xây dựng nên một tập thể gắn kết cùng hướng về mục tiêu chung. Vấn đề thứ tư, phát huy giá trị các tân binh. Bom tấn Jadon Sancho đang mất tích tại Old Trafford, cỗ máy săn bàn Ronaldo và trung vệ thép Raphael Varane không thể cứu mãi Man United khi tập thể đi xuống. Thật lãng phí nếu Man United không thể trở thành ứng cử viên cạnh tranh danh hiệu vô địch với những quân bài chất lượng ở đội hình hiện tại. Do đó, nhiệm vụ hàng đầu của người kế nhiệm Ole là tận dụng triệt để nguồn tài nguyên dồi dào sẵn có. Bộ ba Sancho, Ronaldo, Varane là những chữ ký trong mơ với nhiều đội bóng. Van de Beek giúp MU dễ dàng đưa ra quyết định về Solskjaer. Donny van de Beek chơi bóng giỏi, những ai nhìn thấy điều này? Những huấn luyện viên của Ajax cũng như các đồng đội ở Manchester United của Van de Beek, việc anh bị Ole Gunnar Solskjaer loại trừ khỏi các kế hoạch của mình trong 12 tháng qua đã thực sự gây khó hiểu. Van de Beek vẫn chưa đá chính một trận nào ở Premier League kể từ ngày 5 tháng 12 năm ngoái, nhưng sự vắng mặt của anh sẽ không thể bị kéo dài và người quản lý mới chắc chắn sẽ không để điều đó xảy ra. Hiệp 2 trận đấu với Watford, cầu thủ 24 tuổi là trung tâm trong những pha bóng sáng sủa của Man United sau khi anh được vào sân thay người. Chỉ vài phút sau khi thay người, Donny van de Beek đã thực hiện một pha chọn chỗ hợp lý để đánh đầu đơn giản, rút ngắn cách biệt cho Quỷ đỏ. Tuy nhiên, sự chuyển biến tích cực của United với van de Beek trên sân là một vết đen khác đối với Solskjaer. Van de Beek là một tiền vệ được đào tạo ở Học viện Ajax, đã từng tỏa sáng rực rỡ ở Champions League, nhưng theo Solskjaer, anh không đủ tốt để được lựa chọn thay cho Fred, Scott McTominay hoặc Nemanja Matic. Van de Beek đã làm việc chăm chỉ để tăng cường hình thể trong mùa hè và mong đợi cơ hội của anh sẽ đến. Nhưng cho đến trước đêm thứ bảy mới đây, anh chỉ được chơi 20 phút sau 11 trận ở Premier League mùa này. Trái ngược với màn thay người ấn tượng của Van de Beek là hình ảnh đội trưởng Harry Maguire tiếp tục gây họa lớn. Màn ăn mừng của Harry Maguire cho đội tuyển Anh trước Albania trông càng khó chịu với cổ động viên MU khi so với hình ảnh anh lê bước ra khỏi sân của Watford bởi tấm thẻ đỏ gián tiếp. Maguire không trở thành một hậu vệ tồi chỉ sau một đêm, nhưng vẫn luôn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của Solskjaer. Câu hỏi liên tục được đặt ra là tại sao Van de Beek không đá chính trận này? Hàng tiền vệ của họ đã trục trặc trong suốt mùa giải, nhưng dường như Ole không bao giờ có ý định trao cơ hội cho tiền vệ người Hà Lan. Trận đấu mới đây cho thấy những cầu thủ Ole tin dùng đã chơi tệ đến mức nào, nhưng họ chỉ đơn giản là sẽ không bị loại bỏ. Tin người không đáng tin, ngó lơ người đáng trân trọng, Ole đã lãnh hậu quả chí mạng bởi những quyết định dùng người ở trận gặp Watford, cũng là lý do khiến ban lãnh đạo Quỷ đỏ biết đã đến lúc họ phải chia tay huyền thoại này. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!